đáng chú ý ngày hôm nay đang được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra làm rõ để xử lý nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai về hành vi dùng chất cực độc cyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình, khiến 3 người tử vong, trong đó có chồng của Nguyễn Thị Hồng Bích. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hồng Bích khai nhận từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Nguyễn Thị Hồng Bích đã dùng chất độc cyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình, trong đó có 3 người đã tử vong, gồm chồng của Nguyễn Thị Hồng Bích là anh NTTT, 38 tuổi và 2 người cháu ruột là NKD, 7 tuổi và NHN, 12 tuổi. Riêng về việc đầu độc chồng, tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hồng Bích khai. Ngày 14 tháng 10 năm 2023, Bích mở hộc tủ trong nhà vệ sinh, lấy bình thuốc cyanua ra, tay trái và tay phải Bích cầm viên thuốc còn nhộng, rồi hất thuốc cyanua vào, vừa đủ thì đậy lại. Và sau đó để viên thuốc đó vào bình thuốc của chồng Bích hay uống. Vào buổi trưa, khi chồng Bích về nhà, thì chính mắt Bích đã nhìn thấy chồng Bích uống liều thuốc đó và có viên thuốc cyanua có độc trong đó. Đến ngày 18 tháng 10 năm 2023, chồng của Bích là anh NTTT tử vong. Nguyễn Thị Hồng Bích khai nguyên nhân dẫn tới việc đầu độc chồng là do chồng cờ bạc nợ nần. Cũng bằng cách bỏ chất độc cyanua vào trong thuốc còn nhộng, Bích đã đầu độc cháu NHBT, 18 tuổi, cháu ruột Bích. Theo đó, ngày 22 tháng 6, Bích nhìn thấy mặt NHBT nhiều mụn, nên giả vờ khuyên trước đây mình cũng bị vậy. Khi uống thuốc mát gan giải độc thì hết. Nếu NHBT uống thì Bích mua cho. Khi NHBT đồng ý thì Bích ra tiệm thuốc Tây mua thuốc đau chân, trong đó có viên con nhộng. Về đến nhà, Bích đổ thuốc trong viên con nhộng ra, nhét cyanua vào rồi đưa cho cháu uống. Sau khi uống, NHBT lâm vào hôn mê, mất tri giác và được mẹ phát hiện đưa vào bệnh viện Lê Văn Thịnh ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Đến ngày 25 tháng 6, kết quả xét nghiệm từ Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho thấy NHBT bị ngộ độc cyanua. Sau khi nhận thông tin trên, cậu ruột của NHBT nghi ngờ có điều đáng ngờ nên đã làm đơn trình báo công an. Đối với việc sát hại 3 người cháu ruột khiến 2 cháu đã tử vong, 1 cháu vẫn đang cấp cứu, nguyên nhân theo lời khai ban đầu của Bích là do xuất phát từ mâu thuẫn với những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, công an nhận định đây mới chỉ là lời khai ban đầu. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ mục đích của đối tượng. Từ lời khai của Nguyễn Thị Hồng Bích, lực lượng chức năng khám xét nơi ở và hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm được vật chứng là bình cyanua màu trắng được Bích cất giấu tại nghĩa trang gần nhà. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định độc chất kali cyanua là chất cực độc. Ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, về tội người. Công an thành phố Hà Nội vừa thông tin chính thức liên quan đến vụ án cô gái 22 tuổi ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội bị bắn tử vong. Theo điều tra xác minh, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7, chị TQH, 22 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Sau đó nhóm Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú phường Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị Hát đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Về đến nhà, Sáng và Quang bực tức rồi gọi điện cho Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, rủ đi gây hấn với nhóm của chị Hát. Cả ba người đi ô tô mang theo súng, kiểu súng bắn đạn bi, quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị Hát, Sáng bảo dừng lại nói chuyện thì nhóm chị Hát bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị Hát.
Sáng dùng súng bắn về phía nhóm chị Hát. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Nạn nhân trúng đạn được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, các lực lượng công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại tỉnh Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến 18 giờ ngày 5 tháng 7, đối tượng Nguyễn Xuân Đạt, 33 tuổi, ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, một trong hai nghi phạm bỏ trốn đã ra đầu thú. Công an đang truy bắt đối tượng còn lại là Đinh Xuân Sáng. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được phát hiện trong bồn chứa nước của trạm xăng dầu. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 7, nhân viên cây xăng dầu ở thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Ninh, tỉnh Bình Thuận, ngửi thấy mùi nước sinh hoạt có dấu hiệu bất thường. Khi mở nắp bồn nước, nam nhân viên này phát hiện thân thể nam giới nổi trên mặt nước, bắt đầu phân hủy, nên báo cơ quan chức năng. Sau đó, công an xã Tân Thuận đã đến bảo vệ hiện trường và báo công an huyện Hàm Thuận Nam đến khám nghiệm để điều tra vụ việc. Công an đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua xác minh, nạn nhân là anh Lê Quang Vinh, 33 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận. Cách đây 3 ngày, không thấy anh Vinh đến làm việc nên chủ cây xăng đã báo cho gia đình biết để cùng tìm kiếm và báo việc mất tích của anh Vinh với chính quyền địa phương. Anh Vinh đã làm việc tại cây xăng dầu này 10 năm qua. Còn bồn nước phát hiện thân thể anh Vinh chứa nước để sinh hoạt chung trong trạm xăng dầu. Bồn chứa nước có diện tích hơn 10m2, nằm ở phía sau cây xăng. Công an đã phải phá bể nước mới đưa được thân thể nạn nhân ra ngoài. Nạn nhân mặc quần dài màu xanh, không mặc áo và đang trong giai đoạn chuẩn bị phân hủy. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân Lê Quang Vinh đang được Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Đức, 41 tuổi, và vợ là Nguyễn Thị Thu Vân, 35 tuổi, cùng quê tỉnh Khánh Hòa, về tội hành hạ người khác. Nạn nhân là chị PTTH, 22 tuổi, quê tỉnh Phú Yên. Theo thông tin ban đầu, chị PTTH được cha mẹ cho vào thành phố Hồ Chí Minh để học nghề và gửi ở nhờ tại nhà của người quen là vợ chồng Đức Vân tại hẻm 40, đường Tam Bình, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức. Giữa tháng 6 vừa qua, chị PTTH bất ngờ về quê, minh mẩy đầy thương tích. Cha mẹ gặng hỏi thì chị PTTH kể bị cặp vợ chồng Đức Vân nhốt trong nhà, hành hung nhiều lần. Chị PTTH đã bỏ trốn và xin tiền người đi đường để bắt xe về quê. Sau khi biết sự thật, cha mẹ đã đưa chị PTTH đến bệnh viện ở quê để điều trị thương tích, sau đó đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh đến công an phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức để tố cáo vợ chồng Đức Vân. Theo điều tra ban đầu, quá trình chị PTTH ở nhờ tại nhà cặp vợ chồng Đức Vân, ban đầu cặp vợ chồng này lăng mạ rồi nhốt trong nhà và hành hung. Việc này diễn ra nhiều lần và gần đây, chị PTTH bị hành hạ dẫn đến đa chấn thương khắp cơ thể, gãy 8 xương sườn phải. Công an đã đưa vợ chồng Đức Vân tới làm việc và cả hai thừa nhận hành vi. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân giữa vợ chồng Đức Vân và chị H. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Mạng xã hội vừa chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh hai thanh niên bị nhóm người vây lại hành hung nằm lăn lóc giữa đường trên vỉa hè gây xôn xao dư luận. Được biết, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 30 tháng 6 trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo đó, hai thanh niên đang đi trên đường thì bị nhóm người chặn lại hành hung. Một thanh niên bị tấn công nằm trên vỉa hè, song vẫn bị đối tượng tiếp tục tác động vào vùng đầu. Nạn nhân còn lại ngồi chịu trận dưới lòng đường và liên tục van xin nhưng vẫn bị một đối tượng điều khiển xe máy húc vào người. Sau đó, nhóm người hành hung lên xe máy, không đội mũ bảo hiểm, rời khỏi hiện trường, để lại hai nạn nhân. Đại diện Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã vào cuộc triệu tập những người có liên quan. Hai thanh niên bị hành hung nằm giữa đường, bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xác minh xử lý theo quy định pháp luật.
Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ kiểm tra đột xuất quán bar Astro ở số 21 đường Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ có biểu hiện phê ma túy đang nhảy múa trong tiếng nhạc inh ỏi. Qua kiểm đếm, có 83 khách đang vui chơi tại quán. Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện 28 trường hợp dương tính với chất ma túy, trong đó có 25 trường hợp ngồi tại 4 bàn của quán có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét tại các bàn, lực lượng công an thu giữ khoảng 5 gram ma túy loại ketamin, 6 gram ma túy thuốc lắc, 3 bình khí cười cùng một số vật chứng khác có liên quan. Theo Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, trưởng công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đây là vụ tổ chức sử dụng ma túy trong quán bar quy mô lớn nhất ở tỉnh Đắk Lắk từ trước đến nay được lực lượng công an thành phố Buôn Ma Thuột triệt phá thành công. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!